Ok, chào lại các bạn. Một bạn nam kế tiếp là một bạn có cái ngày 21 tháng 11 năm 1994, lấy cái giờ là 4 giờ 20 là khoảng giờ dần, có nghĩa là bạn này người thân cư Quan Lộc. Bạn này hỏi những câu hỏi sau đây. Đầu tiên là hỏi về vì bây giờ thấy cảm thấy cuộc sống của mình có nhiều xảy ra mà thấy nó bất an quá, và muốn hỏi là muốn giúp xem coi là mình sẽ làm cái gì cho cuộc đời mình nó vượng lên, và có làm bất động sản được hay không. Mời mời bạn mời bạn Phi. Ok, vậy để mình trả lời cho lá số của bạn nam này á, thì mình có thể nói là bạn nam này đã lấy có một cái lá số thật sự gọi là không có may mắn cho lắm. Tại sao không may mắn? Tại vì cái cung mệnh của mình á, là cái cung đẹp nhất trong tất cả các cung á, thì phải có một tuần diệt. Một tuần diệt là cái thế bó buộc vô là suốt đời nó không phát ra được. Thì khi mà cái tuần diệt đóng vào cung mệnh á, làm cả đời mình sẽ vất vả, không cần biết cái thân mình sao nhé. Khi mà cái mệnh mình nó bị gặp tuần diệt của đời mình vất vả lắm, vất vả hơn bao nhiêu người khác. Mình muốn làm một cái gì đó mình không làm được, mình muốn một cái thành tựu mình không thành tựu được. Nhưng mà anh lại may mắn một cái điều như này này, là khi mà một cái người mà người ta có lục sát tinh đánh phá về mệnh á, thì người ta hay gặp nạn từ trẻ, người ta sống không thọ. Nhưng mà cái tuần diệt này á, nó tuy là nó làm cho anh không có thành công, nhưng mà nó giúp cho anh thoát được những cái thế giống như là Tình Đà, Linh Hỏa, Không Kiếp, lục sát tinh đánh phá cùng mệnh, thì nó lại cho mình sống thọ được. Nhưng mà sợ rằng cái sở trường của anh này không cao, bởi vì cái mệnh anh á, bộ địa không mà cái thân anh bị kiếp, người không kiếp thì đã là không không thọ cao rồi, và thêm nữa là trong cái thân của anh ăn tà la linh tinh địa kiếp, thì cho thấy một điều là về cái hạn đó là anh phải lo cho sức khỏe của mình trước đời hơn là lo cho sự nghiệp của chính bản thân mình. Hơn nữa là cái tham lam á, ngộ một sao về linh hỏa thì nó tốt, nhưng mà nếu như được ngộ luôn cả đà la với lại địa kiếp thì nó ánh phá cho thì tan nát cái cung quan. Nên cái về cái sự nghiệp thành công, cái sự nghiệp thì chắc chắc trở lắm. Cái người là người nam này á, khi họ đi tới cái phận á, họ khi họ gặp năm mười mấy tuổi á, họ gặp sao lộc tồn, và cái hạn gặp máu bố mẹ vô chính điệu á, nó câu hút được cái lộc tồn ở cái cung kia đó. Cho nên các bạn nhờ chứ. Ok, cung nô á, nó kéo về á, thì trong cái hạn này á, bất ngờ cái tuổi trẻ ra đời á, anh bất ngờ có thành công lớn hoặc có sự trợ giúp từ tiền bạc từ bố mẹ đó, anh có thành công trước năm anh ấy 24 tuổi. Nhưng mà khi mà về tới 24 tuổi á, thì từ hạn thái tuế ánh về gặp thiên không, thì cái hạn thiên không là cái hạn trắng tay, là ảnh lại cả cái người vất vả nếu còn không tiếp nữa. Thì có một cái đoạn từ những năm 24 gì đó hoặc là tới giờ đó, anh có vài vài lần có nghĩa là trắng tay luôn, nên cực kỳ vất vả. Nên cái này đưa lại tới một cái điều mà mình cái nghiên cứu về cuộc đời mình, tại sao số mình khổ vậy, số mình cực vậy, nó đưa mình tới cái nghiên cứu về về cái tử vi với cái môn tâm linh. Hơn nữa là cái người này ấy, nhìn là cũng là có tam hóa nhưng mà không kiếp, phải không kiếp đánh phá thêm tuần diệt đó, thì cái hóa quyền với lại con hóa lộc nó bị phá đi, nó chỉ có một cái hóa khoa thôi, mà hóa khoa nó không giải hết được, nhiều sát tinh nằm, bốn cái sát tinh nằm ở kia, nên chia buồn với người có thân xấu này. Bà Tô Sì có tí gì cho anh nghe không? Mình thì mình thấy nó có những cái nó cũng rất là thú vị trong cái lá số của bạn này, thì không biết là tại sao mình có cái duyên gặp rất là nhiều những cái bạn có cung mệnh liêm phá. Thì mình mở lá số ra mình thấy liêm phá, mình lại có cảm giác lại một anh chàng liêm phá, lại một cô nàng liêm phá. Thì khi mình cứ theo dõi nhiều cái lá số liêm phá như vậy, mình thấy có những cái điểm nó rất đặc biệt, là chỉ cần một con tuần con diệt hay trong cái mệnh của họ hay trong cái tam hợp nó có một con sao hóa, nó thay đổi cái, nó biến cái cục đó thành một cái nó hơi khác một chút. Thì bây giờ mình phân tích thử cái này bạn Phi nghe nó có thú vị không nha. Để nãy với bạn Phi nói mình cũng ngồi thời gian để mình nhìn, thì mình thấy đầu tiên là bạn này người mệnh hỏa, đúng chưa? Thì có nghĩa là mình nghĩ anh này sẽ ăn con phá quân, nhưng mà anh này sẽ ăn nhiều con liêm chinh đầu tiên. Thứ hai, mệnh hỏa nó không phải là dùng chứ không sợ không kiếp, nhưng mà không kiếp nó không đánh chết được cái hình mệnh hỏa.
Nó vẫn gọi là đồng hành chung với mệnh, nó không làm cho mình mệt mỏi giống như những người mệnh thủy hay những người mệnh mộc, mà nó đỡ hơn. Cái thứ hai, thứ ba là bạn này á, hỏa mà gặp tuần á, thì lại phát, mà cung triệt mà nằm hai cung thân và cung dậu thì lại là triệt đáo kim cung. Cái đó rất rất là đặc biệt nha. Thì có phải rằng là trong cái ngõ cụt bạn này sẽ luôn luôn tìm được cái lối thoát. Trong hạn thiên không mà gặp được hai người bạn khuyên mình không nên đầu tư, đó là lối thoát rồi đấy. Trong hạn thiên không mà mình thay vì mình đi đầu tư, mình lại nghiên cứu một môn bộ môn huyền học, mình lại đi khai sáng một cái điểm khác, vẫn là cái lối thoát. Đây là cái cách nhìn tử vi, nó có một cái tính cách tích cực trong cái lá số của bạn trai này rất là đặc biệt. Mặc dù là mình vẫn là liêm phá nhưng nó vẫn có những cách gỡ. Cái đó có thể nói đây là một cái gì đó trong cái sự tam hóa, nó luôn luôn nó cho người ta một cái may mắn. Đó là lý do tại sao mặc dù là tam hóa gặp tuần triệt nhưng vẫn có cách gỡ, nếu mình biết nó ở cái điểm nào. Thì mình nghĩ cái mệnh và cái cung mệnh của bạn này không tới mức độ bi quan. Và thứ nhất là phá quân chủ không kiếp, tuần lại ăn với cái cung mệnh của bạn này, triệt lại đáo kim cung. Mặc dù là tưởng là tuần triệt đóng chung mệnh là coi như banh sát, nhưng mà cái này thì nó lại không 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 tới nỗi thôi nỗi như vậy. Nhưng mà cái bạn Phi nói rất hay á, là nói theo cái tính gọi là nhìn theo đại hạn á, thì em này là đi từ 4 tuổi đến 14 tuổi nằm cung mệnh, đến năm 14 tự nhiên phát có một cái gì rất may mắn đến với em. Em làm gì cũng rất dễ hạnh thông. Thì từ 14 đến 24 mà cuộc đời của mình mới ra trường, đời ra xã hội, mình chưa đủ kinh nghiệm để ứng phó với cuộc đời, mà mình phát nhanh quá lúc hồi còn trẻ thì mình dễ bị cái tính ngông, hoặc là gọi là mình coi trời bằng vung, hoặc là mình chưa có đủ kinh nghiệm với cuộc đời, mình nghĩ là cái đó nó dễ, mình làm được mình sẽ làm tiếp. Thì cái đó nó tạo cho mình cái tính gọi là mình tự mãn sớm quá. Và thế là khi mà qua cái hạn thái tuế nó tuột dốc xuống, nó gặp hạn thiên không, thì lúc này mình tưởng đâu mình vẫn còn thời, nhưng mà thật ra cái thời nó mất rồi, nó mất cái thiên thời rồi, mình đang đi vào một cái đại hạn khác mà mình không biết. Thì lúc này em rất dễ bị sốc với cuộc đời, cho nên lý do tại sao em hỏi chị là sao em thấy cuộc đời nó không được thuận lợi giống như lúc mình còn trẻ là tại vì em đang trong cái hạn thiên không. Thì đây là cái người học tử vi, mình hiểu được cái hạn của mình đến, mình biết tránh nó vào một cái chuyện khác. Thay vì bây giờ em đi đầu tư về bất động sản, một chút xíu nữa chị sẽ nói về cung điền, thì bây giờ em hãy đầu tư nó vào những cái học, đi học. Bởi vì năm nay em mới 27 thôi, mà có thể có khả năng là trong cái hạn này em có thể rất là tốt về những cái, ví dụ như là học thêm về thiên phủ, là học về những cái phần gọi như là thu mình vào, học về những cái kinh doanh khác, hoặc là làm trong một cái môi trường thu thu gọn làm cho người khác đó, thì vẫn gọi là đi làm. Hoặc mình đi làm trong một công ty hay một cái nơi nào đó người ta trả lương cho mình đủ sống để đợi cái đại hạn 34. Đó là theo ý của chị là cái vận này của em là em đang cái vận đi xuống, cho nên là không nên đầu tư lớn ở những cái năm kế tiếp. Và cung điền của bạn này thì lại có thiên đồng thái âm, thì phải đúng vào cái hạn sau, có nghĩa là từ 34 tuổi âm trở đi á, thì mình thấy là em này lại rất rớt vào cái nơi mà sẽ trở lại. Có nghĩa là cuộc đời luôn luôn nó giống như một cái lộ trình, nó đi lên xuống rồi nó phải đi lên lại. Thì cái năm năm mà vô cung điền từ 34 thì em trở lại tốt. Thì mời bạn Phi nói sơ vào cung điền cho cái em này biết. Ở đây mình thấy thêm một yếu tố nữa là tại vì các tinh nó ngộ về cái chất nhiều sao chung chung nó gần nhau nên những cái cung khác nó rất là sáng lên là trong lá số này. Thì ngoài ra anh này á, cái cung tử tức cũng rất là đẹp tại vì âm dương chiếu nên số lá số này á, mẹ bạn bè mình họ mình cũng tuyệt vời lắm nhá. Anh này các tinh ngộ cung cung xe không mà nên nên chỉ riêng kiếm một con quả tổng thôi là cô ấy sống với mình cô ấy hơi buồn, nhưng mà các tinh ngộ về đây nó có bên cạnh vợ bên cạnh nó bị cũng thành công nhiều lắm. Cung huynh đệ cũng vậy, nên cái người này á nếu mà hỏi về sự nghiệp thành công không mình không dám trả lời chắc chắn, nhưng mà về những mạng khác á, thì rất là tốt. Hơn nữa là cái đường đời anh nó đi á, khi mà anh về tới anh này cũng có hành tinh đấy, Vũ Tham là anh này học gia kỹ sư mà thật là sâu vô á nghề nghiệp á, để có thể kích phá không kiếp ra đó, thì thế là tốt cho anh này. Anh này sẽ là giống như là kỹ sư về bên ngoài mặt kỹ thuật đó, rất là tốt, rất là có tài hiểu này này, sau này có thể làm chủ được. Nhưng mà nói chung là rất nhiều sát tinh đánh phá thế này thì buồn nữa là thành tích mình nó khó đạt được lắm, nó hay dở dang lắm, thế là mình
nó lại nói từ hẳn từ lá số nha. Cái này là sự mâu thuẫn sâu sắc với một cái lá số mà có quá nhiều các tinh và sắc tinh đi chung với nhau. Đây cái lúc thành tựu với thất bại luôn luôn thành kề với nhau. Đó là vào cái người mang cái lá số này. Thì mình mới nói là từ đầu là mình nói là người này có lá số không may mắn. Nói chung là xin phép là ý mình chỉ vậy thôi, chắc hết ý. Bà Lucy có thêm ý gì cho anh không? Thì cái cung đền của em này á, là thứ nhất là có hai con sao hành thủy, thiên đồng thủy mà thái âm cũng hành thủy, nằm trên cái đức tý cũng là đức thủy luôn. Thì sau này nếu mà em buôn bán về bất động sản á, thì nhà cửa của em thường là những nơi gọi là có nước, gần sông, gần hồ, gần ao, gần những cái nơi mà nó có nước á, là cái khu vực của mình, mà có thể nói là giống như ruộng đất hay là những cái đó là em rất rất là dễ dễ mua dễ bán, về đứng tên của mình cũng rất là dễ. Cung đền em rất là đẹp cho nên là chị khuyến khích là nên đầu tư vào cây cối nhà cửa trồng cũng rất là tốt nha. Nếu mà muốn làm về ví dụ như là trồng trọt á thì nó cũng rất là có tay trong cái vấn đề đó, tại nước và tăng môn là thuộc thổ bên mộc hải sản cũng được, rất là tốt về cung điện. Nhưng mà chị bên khuyên trong là hải thì cái sản năm đúng rồi 24 tới 34 thì không đầu tư lớn, chỉ đi làm công thôi, mình giữ thực lực, mình giữ cái sức mình lại để dành cho cái năm 34 trở đi, và lúc đó là mình phát triển tốt lên. Thì giống như bạn Phi nói đó, là mệnh mình đó, có tam hóa nhưng mà lại ăn không kiếp đó, mệnh thì gặp tuần triệt, cho nên dù gì thì đời em biết là em luôn luôn sẽ gặp những cái chung chuyên. Cho dù những cái lúc mà em hạnh phúc nhất trong đời em vẫn cảm thấy như nó vẫn còn chưa đủ, nó vẫn có một cái gì đó nó thiếu sót trong đời, thì cái bản mệnh mình nói như vậy, cho nên cũng không gọi là cầu mong gì nhiều, chỉ mong một ở một cái ngưỡng nào đó là hạnh phúc rồi đó. Nhưng mà đây là cái mệnh rất là nhiều cái may mắn, là cái cung quan em có ân quan thiên quý, có hóa khoa thiên khôi, thì giữa cái tốt cái xấu nó giống như 50-50 với nhau vậy đó. Đó là cái cách của em nha. Rồi bạn bạn Phi còn ý kiến gì nữa không hay là mình ngừng tại đây? không Rồi ok rồi tôi rồi chúc bạn chào. ấy năm mới vui vẻ Vui vẻ, sức khỏe nhiều. đầu năm mình sức khỏe Đúng rồi. để giữ sức khỏe, nên lo cho sức khỏe mình nhiều hơn. Ok, chào em.